Thôi chào bà con ha. Hàng mới về hôm qua ngập bãi luôn rồi con. Rùa cẩu 1 tấn, trọng tải 2 tấn. Có anh em nào mua con này về dọn nè. Con này máy múc mini. Có làm ủi, có chân trống, bánh xích. Đây. Gầu 40 thôi, gầu ngang 40. 3 ti, cần dài, xay. Xoay 180 độ ha. Đó. Chân cản đẹp. Mỗi tội chạy cái máy xăng thôi, Mitsubishi có đề. Đó, anh em nào muốn về dọn máy xăng thì dọn, còn anh em nào muốn gác máy dầu gác lên ha. Giá con này anh em nào lấy để 22 triệu nha, 22 triệu. Đó, máy múc có làm ủi, có máy rồi bài bản luôn, về dọn là xài thôi. Nói chung giá này về anh em dọn là để móc ủi rồi này nọ nghịch cũng được. Nói chung là chẳng qua nó là máy xăng thôi, chứ nếu mà gắt máy dầu lên xài thì mạnh và ngon ha. Đó, nó cũng ngang ngửa với con Cobeco mà màu xanh nhỏ nhỏ, nó đã 30 mấy 40 triệu rồi anh em. Mua con này về dọn xài cho rẻ. Hôm nay có con cẩu rất là hài luôn. Cẩu mini, cẩu này sẽ cẩu điện nha. Đó, cẩu này là xài bằng điện. Đây, bỏ cái bình lên đây. Đó là xài thôi. Là nó có cái đầu mốt. À, nó có cái này điều khiển nhanh chạy nha. Đó, cầu điện 500 kg. Còn cái máy này thì đang xúc rửa này, để chạy. Đó, nó chạy bằng bánh xích. Cái này là chạy riêng, cái này là chạy riêng ha. Này xoay 360 độ luôn. Cần dài 3 khúc. 1, 2, 3, 3 khúc. Nhìn nó quá là tiếu lâm, đúng là công nghệ Nhật. Hàng về nhiều quá con, 8 bánh bánh xích bên thang bên đổ nè. Con này về bữa giờ rồi. Bánh xích bên thang bên đổ, động cơ 2 máy dầu, 11 người rưỡi. Hôm nay mới dọn xong cái con bánh xích sắt có cẩu nè anh em. Đây. Đó, cẩu 3 khúc, cẩu 1 tấn nha. Chân tú đầy đủ. Xe đẹp, mỗi tội là nước sơn không đẹp, sơn lại nguyên con luôn nha. Chứ xe còn rất đẹp. Đây xích, xích đẹp mà, bánh răng ú mập. Đó. Sơn thì em đã sơn lại nguyên con rồi. Cái sàn này thì để lót sàn khác. Xe thì trọng tải, xe trọng tải 2 tấn rưỡi nha anh chị nha. Còn cẩu thì 1 tấn, chạy cái máy dầu rất là hệ luôn. NF90, có đề, vừa đề, vừa quay. NF90, 9 ngựa. Xe rất là liền lạc. Chỉ mồi tội là nước sơn không đẹp, sơn là nguyên con luôn anh chị. Còn xe rất là ok luôn ha. Xe rất là ok luôn. Thì mới về con máy múc IS7 nè anh chị. GX. Xe đẹp. Xích dày. Không. Xích dày. Bánh răng mập. Nước sơn rinh. Làm thẳng băng. Làm thẳng băng, cần đẹp. Gầu không mục, xe đẹp nha anh chị nha. Ghế rin. Đó, ghế rin. Con này máy dầu nha. Xích đẹp. Đó. Nó về chưa dọn luôn chị. 8 bánh anh em. Đây 8 bánh nha. Dàn vỏ rin quá đẹp luôn. Đó, vỏ rinh. Con này đang sơn lại cái thùng. Con này thì đẹp. 8 bánh đẹp lắm nha. Cái sơn rinh đẹp. 8 cái vỏ rinh rất là đẹp luôn. Đó. Vỏ rinh mà còn cỡ này thì quá đỉnh rồi. Sơn rinh. Tì vọng là ok hết. Đó.
Con này ngon đẹp. Thùng thùng này bên Nhật nó đã nâng hai khúc lên rồi nha anh chị nha. Đó, rinh nó thì chỉ có tới đây thôi, nhưng mà thằng Nhật nó chơi nâng vẫn lên thêm 15 phân nữa đó, mỗi bên chị. Thì hai khúc này em sẽ để lại luôn ha, để cho anh chị về anh chị khỏi mất công nâng đó. Bẩn sâu rồi đầy đủ hơn. Xe này rinh nguyên bản nha anh chị nha. Đó, lớp rồi vỏ rất đẹp, về nổ chạy vô đây luôn, về là rửa qua nước là xong rồi. Hộp số nè, đẹp, nước sơn rinh, có cái đèn chiếu gầm luôn nè. Xe chắc chắn sạch sẽ. Xe này chỉ rách mỗi cái ghế thôi, thay cái ghế là xong. Rinh hết. Xe đẹp. Xe này anh chị nào mua thì có thể giao luôn ha. Đó, xe này kiểm tra qua thay nhớt dầu là giao luôn. Hàng bãi thì dễ thôi anh chị. Nói chung nhiều con mua về chỉ có nổ chạy vô rửa rồi giao thôi. Nhiều con thì thay dầu, đó, thay nhớt vậy thôi. Nhiều con nhớt rinh nhất đẹp thì đỡ luôn. Đó. Đang chờ cẩu giờ đỏ cho con này để giao cho anh khách bến chìm. Hai bộ này có 30 mấy triệu mà không có anh em nào cần. Đây mâm xay nè, mâm xay còn cẩu nè, cẩu đã gác lên cái mâm này xay 360 độ luôn, 30 mấy triệu luôn anh chị. Nói chung nặng khoảng hơn 1 tấn, tầm em nghĩ tầm khoảng 1,5 tấn, tầm 1,5 tấn. Đó, anh chị nào quan tâm thì mua về độ chế xài. Rồi, có mấy món hàng hôm nay anh chị nào quan tâm